Bà con sẽ yên tâm là khi đã bắt giống vào bên hợp tác xã của mình thì có vấn đề gì xảy ra gọi đến cho chúng tôi thì bên chúng tôi sẽ có kỹ thuật để trả lời và tư vấn rất kỹ cho bà con, kể cả ban ngày hay là nửa đêm chúng tôi cũng sẽ vẫn phục vụ rất là nhiệt tình. Bà con yên tâm một điều là khi nuôi thì đương nhiên là sẽ có những cái tác động ngoại cảnh, cho nên là cái gì bà con không biết và không hiểu thì liên hệ đến hợp tác xã của chúng tôi để chúng tôi có thể giúp đỡ bà con. Vâng. Xin chào quý vị và bà con, chúng ta lại đến với hợp tác xã nhân giống và bảo tồn động vật Thái Nguyên có địa chỉ tại Phú Lương, Thái Nguyên. Thưa bà con, quý khán giả bên cạnh tôi đây là chị Lương, giám đốc hợp tác xã nhân giống và bảo tồn động vật. Xin chào bà con, tôi là Nguyễn Thị Lương, chủ tịch hợp tác xã nhân giống và bảo tồn động vật. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho bà con về cái vấn đề giá của dúi trong năm vừa qua và sắp tới. Thì tôi thấy là cái giá về dúi giống thì nó rất là ổn định, kể cả là dúi thương phẩm thì giá cả sẽ ổn định và tăng dần chứ không có giá bị giảm xuống ạ. Vâng, theo chị thì để có được duy trì được cái giá cả như vậy ấy, thì theo chị thì cái lý do cũng như cái yếu tố nào nó quyết định đến cái giá cả của cái con dúi giống cũng như là dúi thương phẩm của chị? Cái yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đó là chúng ta là bây giờ hiện tại là cái dúi nó vẫn đang là cái phần cung thiếu cầu. Vâng. Cho nên là cái lượng bà con chúng ta nuôi nó chưa đủ cho cầu, cho nên là cái giá nó vẫn tăng rất là đều luôn ạ, chứ vâng, không có giá giảm, vì là cái lượng dúi hiện nay trên thị trường của chúng ta là nó chưa có nhiều. Vâng, tức là cái nhu cầu của thị trường hiện nay đang rất là lớn và hiện nay thì các trang trại thì cũng chưa thể mà đáp ứng đủ cái nhu cầu, đúng không chị? Đúng rồi ạ. Vâng, cái giá dúi đối với giá dúi thương phẩm ý thì nó có chênh lệch nhiều so với ví dụ như là năm ngoái cũng như năm nay cũng như đầu năm cuối năm, thì nó có cái thời điểm nào trong năm thì nó cao hơn hay là thấp hơn hay là nó cứ đều như vậy ạ? Không, cái giá nói chung là giá dúi thương phẩm hay giá giống thì nó cũng vẫn đều đều thôi ạ, tăng đều chứ nó không có bị là kiểu tăng một cách nhanh quá hay là nó bị giảm sâu quá như nào, mà giá của nó lúc nào cũng là tăng đều. Vâng. Hiện nay thì đối với trang trại cũng như hợp tác xã của mình thì mình đang có những cái giống dúi gì ạ chị? Hiện nay thì ở hợp tác xã của chúng tôi là đang có hai loại dúi giống. Vâng. Đấy là dúi Mốc Đại Trung Quốc và dúi Mã Đào Thái Lan ạ. Vâng. Vâng, thì đối với cái trang trại của mình cũng như là cái mục đích cũng như là cái nhu cầu ấy, thì hiện nay thì mình đang chú trọng nuôi những cái loại thương phẩm hay là nuôi sinh sản hay là nuôi như thế nào hả chị? Hiện nay ở trang trại chúng tôi thì cái nuôi dúi này thì chủ yếu là chúng tôi làm về dúi giống ạ. Vâng, tại vì là cái nhu cầu của bà con hiện nay để chăn nuôi thì nó rất là cao. Vâng. Và cung cấp cho thị trường thì nó cũng chưa đủ, cho nên là bên chúng tôi là chủ yếu là nhân giống. Vâng. Nhân giống tức là cung cấp cái con giống cho mọi người đúng không ạ? Cho bà con. Vâng. Vâng. Theo chị thì cái dúi nó tầm khoảng độ mấy tháng tuổi và cái trọng lượng của nó khoảng bao nhiêu kg thì nó sẽ là đảm bảo nhất và nó không bị rủi ro ạ? Về phần con giống để đảm bảo khi chúng ta nuôi ấy, thì bà con nên chọn là dúi khi đến bắt, bất kể là một trang trại nào hay là một cơ sở nào, thì bà con nên chọn loại dúi là thấp nhất là phải tầm từ 4 tháng trở lên ạ. Vâng. Và cái cân trọng lượng của nó thì rơi vào tầm trên dưới 1 kg. Vâng. Thì chúng ta nuôi nó sẽ đảm bảo với con giống sự hao hụt nó sẽ không nhiều ạ. Vâng. Vâng. Hiện nay thì em biết là trang trại mình đang có hai loại, đó là Mốc Đại đúng không ạ? Vâng. Và Mã Đào Thái Lan đúng không ạ? Vâng. Thì không biết là do cái nhu cầu thị trường hay là do cái con dúi Mã Đào Thái Lan, con Mốc Đại nó dễ nuôi hơn hay là như thế nào mà trang trại cũng như hợp tác xã mình lại đang là chú trọng về nó ạ? Cái phần về chú trọng về Mã Đào Thái Lan ở trang trại mình là khá nhiều, là vì cái dúi Mã Đào Thái Lan nó cho cái năng suất rất là cao. Vâng. Và một mẹ nó sẽ sinh sản từ tầm 4 đến 8, 9 con. Vâng. Vâng. Thế nên là cái lượng sinh sản của nó khá cao, cho nên là mang lại lợi nhuận cho chúng ta nhiều. Vâng. Và trọng lượng của nó cũng nặng hơn dúi mốc rất là nhiều. Vâng. Vâng. Tức là nếu về mà nó trưởng thành thì tương đương nó phải tầm 5 đến 6 kg. Tức là thứ nhất là số lượng, thứ hai là cái trọng lượng của nó. Vâng. Đúng không ạ? Thì nó sẽ là kinh tế hơn đúng không ạ? Với lại là giá thành sản phẩm. Vâng. Của dúi Mã Đào nó cũng sẽ cao hơn là dúi mốc ạ. Vâng, đây là hiện nay là ở trang trại mình đang ghép cặp đây hả chị? Đúng ạ, đây là chúng ta đang ghép để cho nó phối giống ạ. Vâng, rất là đẹp. Đây là một đực một cái. Vâng. Khi thấy nó đến thời điểm động đực thì chúng ta sẽ ghép đực và cái vào với nhau. Vâng. Con này nó không khoảng độ 3 cân 4 cân đấy chị nhỉ? Con này phải tầm 4 cân ạ. Vâng, rất là nặng này. Đó, và các mẹ tầm đấy thì sẽ đảm bảo cho cái sự sinh sản. Vâng, thứ nhất là đến tham quan cái mô hình trang trại đúng không? Đúng ạ. Cái thứ hai nữa là bà con quý khán giả lưu ý là không nên là nuôi những cái loại nó bé quá đúng không ạ? Vâng. Đó, thì cái sức sống, thứ hai là cái kinh nghiệm kỹ thuật của mình không có. Đó, nên là
bà con quý vị khán giả lưu ý là nó phải cái size của nó để đảm bảo thì theo chị Lương chia sẻ thì nó khoảng độ 4 tháng, hơn 4 tháng đúng không ạ? Cũng có rất là nhiều người, có rất là nhiều bà con trước khi mà được cung cấp con giống và nuôi cũng khá là thành công rồi. Vâng, cái số lượng thì cũng chưa được nhiều đâu nhưng mà lại lo một điều đó là cái đầu ra ấy. Vâng. Thì không biết là trước khi mà hợp tác xã của mình đã cung cấp con giống cũng như là có cái chế độ bảo hành cho bà con rồi thì không biết là cái đầu ra thì hiện nay hợp tác xã mình có những cái chế độ cũng như là cái bảo hành như thế nào, cũng như là lo có đầu lo đầu ra cho bà con không ạ? Dạ vâng. Vâng. Về cái phần chế độ bảo hành thì bà con yên tâm là nếu như mà đến bắt giống ở bên hợp tác xã của chúng tôi ấy, thì là cái chế độ bảo hành rất là tốt và kỹ thuật và cái phần chăm sóc kỹ thuật cũng rất là tốt ạ. Thứ nhất là bảo hành thì chúng tôi sẽ bảo hành từ 10 ngày trở lại khi bà con bắt giống của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ có hướng dẫn về phần kỹ thuật, kể cả từ làm chuồng cho đến cách chăm như thế nào và hướng dẫn bệnh của nó ra làm sao. Và còn về cái phần mà bao tiêu thì hiện nay là cái phần giống này cũng đang còn thiếu trên nhu cầu của thị trường, cho nên là hiện tại hợp tác xã của chúng tôi là bao tiêu cho bà con trong vòng 10 năm. Nên bà con yên tâm là nuôi, bà con khi bà con có con giống thì bà con có thể bán lại cho hợp tác xã theo giá của thị trường hoặc là theo giá thỏa thuận. Nên là bà con yên tâm là không sợ là không có đầu ra. Tức là sẽ đảm bảo là từ A đến Z đúng không ạ? Từ khi mà cung cấp con giống này, cái thứ hai là kỹ thuật đúng không ạ? Cái thứ ba đầu lo nhất là cái đầu ra đúng không ạ? Vâng, thì hiện nay thì cũng như là cái nền kinh tế cũng như là hiện nay cái chăn nuôi nó khá là bấp bênh. Nhất là con lợn, con gà thì hiện nay thì nó cũng không được gọi là mang lại cái giá trị kinh tế cao đúng không ạ? Và em thấy là em cũng đi quay khá là nhiều mô hình và nhiều khi em cũng định hướng cho bà con là nên nuôi những cái con gì nó có cái tính bền vững đúng không ạ? Như con dúi này chẳng hạn thì hiện nay thì càng ngày càng cái nhu cầu thị trường nó càng lớn đúng không ạ? Đúng ạ. Cái thứ nhất là cái nhu cầu ăn uống các thứ rồi là sinh hoạt rồi là tiếp khách các thứ là cần phải có những cái món đặc sản đúng không ạ? Thưa quý vị, vừa rồi thì chị Lương, giám đốc hợp tác xã Nhân Giống và Bảo tồn động vật Thái Nguyên cũng đã vừa dành thời gian để chia sẻ những cái thắc mắc cũng như là những cái yêu cầu mà bà con khán giả vừa gọi đến chương trình. Và trong cái quá trình mà chăn nuôi cũng như là cái quá trình bao tiêu đầu ra ấy, thì chị Lương cũng đã nói là hiện nay thì hợp tác xã cũng đã cung cấp con giống này, hỗ trợ kỹ thuật này, bao tiêu sản phẩm. Thì nếu như bà con quý vị khán giả muốn được đến trực tiếp trang trại thì chị Lương vui lòng để lại địa chỉ để cho bà con quý vị khán giả có thể tiện liên lạc ạ. Vâng, bà con đầu năm nếu như mà có muốn tìm hiểu và nuôi về con dúi thì bà con có thể qua hợp tác xã của chúng tôi. Hợp tác xã của chúng tôi là nằm ở xóm Bình Long, xã Vô Chanh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Qua trang trại trực tiếp của chúng tôi để tham quan ạ. Vâng, hiện nay thì hợp tác xã cũng đã có đội kỹ thuật và có người trực tổng đài đúng không chị? Vâng ạ. Vâng, thì hy vọng bà con quý khán giả có thời gian cũng như là có điều kiện thì có thể đến trực tiếp trang trại để học hỏi cũng như là xem là cái mô hình cách làm chuồng cũng như kỹ thuật ra sao đúng không ạ? Để có thể về chăn nuôi hiệu quả. Chương trình của chúng tôi đến đây kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong những chương trình tiếp theo ạ.